Thưa quý vị, trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Để thật xứng đáng là người chủ của một nước xã hội chủ nghĩa, thanh niên ta phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân, phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Bí thư chi bộ trẻ tuổi Phan Quang Nhật ở Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã không ngừng học hỏi, rèn luyện, trở thành tấm gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác. Đây là một buổi sinh hoạt đoàn tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Ở đây, anh Phan Quang Nhật vừa là linh hồn trong cuộc thảo luận lên phương án giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh cũng là người truyền lửa, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái tới các đoàn viên. Khi mà để giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn, thì đồng chí Nhật luôn là tìm hiểu, phân công cho các đồng chí trong ban chấp hành, mỗi người là một việc đối với chuyên môn và nghiệp vụ của mình để hỗ trợ và giúp đỡ. Từ đó, các bộ đoàn viên thanh niên trong công ty đã nêu gương vai trò của đồng chí bí thư và học tập để làm theo đồng chí, cũng như là học tập và làm theo tấm gương của đạo đức của Hồ Chí Minh. Không chỉ là một thủ lĩnh đoàn nhiều năm liền dẫn dắt các đoàn viên thanh niên trong công ty có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, mà anh Phan Quang Nhật còn là một bí thư chi bộ trẻ tuổi, năng động, tiên phong trong đổi mới sáng tạo với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại lợi ích cho cả công ty và cộng đồng. Trên cương vị nào, từ vai trò là bí thư đoàn thanh niên và đến nay là bí thư của chi bộ điều độ công nghệ thông tin, thì tôi cũng luôn là nêu cao cái việc học tập và làm theo lời Bác. Điển hình như là trong phong trào nghiên cứu khoa học, thì những cái việc cải tiến sản xuất và nghiên cứu khoa học phải phục vụ vào trong thực tiễn công việc. Và tôi luôn trăn trở để có thể là đi và luôn về các cơ sở, sâu sát về cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế, từ đó tìm ra, tìm hiểu và nghiên cứu để có những cái ứng dụng, những cái sáng kiến nó sát với cái nhu cầu của đơn vị và áp dụng được hiệu quả vào trong sản xuất kinh doanh của công ty. Trong công tác sáng tạo khoa học, đồng chí Nhật đã có rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là cái sáng kiến liên thông văn bản giữa công ty và chính quyền địa phương đã đem lại cái lợi rất lớn. Bên cạnh đó thì với vai trò là bí thư đoàn thanh niên, thì đồng chí Nhật cũng đã rất là năng động trong việc là các hoạt động hướng về cộng đồng, như là xuống yêu thương, thắp sáng đường quê và các công trình thiện nguyện khác. Đồng chí Nhật là một trong những cán bộ trẻ có năng lực tốt, một cái tấm gương điển hình của đoàn thanh niên trong việc học tập và làm theo tấm gương tác phong của Hồ Chí Minh. Có thể thấy rằng là việc học tập làm theo tấm gương tư tưởng của Bác đã thực sự lan tỏa đến mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn công ty, từ đó phát huy được cái đoàn kết, sáng tạo, giúp cho công ty được hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Với việc say mê sáng tạo không ngừng đổi mới, năm 2021, anh Phan Quang Nhật đã đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học của tỉnh Thừa Thiên Huế và giải khuyến khích VivoTech toàn quốc. Với Nhật, đây là thành quả bước đầu trong hành trình học tập và làm theo gương Bác của mình. Thời gian tới, anh đang ấp ủ nhiều dự án truyền đi cảm hứng đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ để phong trào học tập và làm theo gương Bác tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế.